Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số mẫu đèn pha năng lượng mặt trời của bên chúng tôi, một số mẫu loại đèn thông dụng nhất thị trường hiện nay. Đầu tiên tôi giới thiệu các bạn là mẫu đèn pha năng lượng mặt trời là một khoang nhé. Đây, một khoang của 60W này, 100W này, 200W và 300W này. Cái mẫu thứ hai là mẫu là cũng là đèn pha, nhưng mà bốn khoang được bố trí là bốn khoang các bạn nhé. Đấy, bố trí bốn khoang nhỏ trong cùng một cái khoang to, gọi là đèn pha nó đồng thời bốn khoang. Đấy, còn về cái tính năng của hai cái dòng đèn này về cơ bản là như nhau các bạn nhé. Về cơ bản nó sẽ là như nhau, và tấm pin nó được thiết kế rời. Đấy, tức là tấm pin được thiết kế rời từ khi mà quá sáng mặt trời nó chiếu vào tấm pin, chiếu vào tấm pin thì sản sinh ra dòng điện. Dòng điện này sẽ qua cái ống dây, qua cái dây dẫn này. Đấy, sẽ được cắm nạp vào trong cái đèn. Đấy, đèn đấy có một cái tắc đây, hai đây để cắm nạp vào trong cái đèn này các bạn. Đấy, hiện tại là đèn đã báo nạp. Báo này là báo đang đèn nó đang sáng. Khi vào buổi tối thì là sẽ đèn sẽ tự động bật sáng các bạn nhé. Nó có chế độ tự động bật sáng, và ban ngày sẽ tự động tắt. Đấy. Còn về nếu mà nói về so sánh với hai mẫu đèn này thì là về độ sáng thì là cái dòng đèn là đèn bốn khoang, dòng đèn bốn khoang này được thiết kế nhiều mắt LED hơn, nên là cường độ chiếu sáng cùng công suất như cùng 200W, nhưng mà cái dòng đèn là bốn khoang này sẽ sáng nhỉnh hơn một chút so với dòng một khoang các bạn nhé. Nhưng mà cùng công số như vậy, nhưng mà thời gian chiếu sáng lâu thì cái đèn 200W nhỉnh hơn một chút. Và lưu ý để mà lựa chọn cho mình một cái đèn cho nó phù hợp với mình sử dụng. Đấy, bạn này, bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm cái đây thử luôn cắm thử sạc của cái đèn sạc của cái đèn 200W một khoang nhé. Đấy, nó một khoang này. Đấy, có đèn báo sạc. Đấy, đèn báo sạc. Thực tế là cái đèn dòng một khoang này, dòng đèn khoang mới nhé, thiết kế rất đẹp. Đây nó sẽ có cái từng mức độ pin này. Đấy, nó có 5 vạch. Đấy, đây là báo là pin. Bây giờ tôi sẽ thử cái độ sáng này, các bạn theo dõi luôn. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là độ sáng. Các bạn thấy nhé. Độ sáng. Thì hiện tại là nhìn thế này thì có thể quay qua video thì không so sánh được, nhưng mà thực tế thì cái dòng đèn 300W, đèn dòng 300W một khoang này. Đấy. Mi dòng 200W là độ sáng sẽ nhìn nhau các bạn nhé. Hai cái đồng dòng này là cường độ sáng sẽ ngang nhau. Đấy. Nó nhỉnh hơn khá nhiều so với dòng 200W. Đấy, dòng 100W là 600W. Đấy, giả sử mà hai cái dòng đèn mà là cùng công suất cùng 6W, nhưng mà cái dòng 4 khoang bao giờ nó sáng hơn dòng 1 khoang. Đấy, các bạn nhìn có thể theo dõi được luôn. Thế là nó thiết kế nhiều mắt LED hơn, to hơn. Trên điều khiển nó có mấy một số cái chế độ như là 3 giờ, được chiếu sáng được 3 giờ, chiếu sáng 5 giờ, chiếu sáng 8 giờ. Ở đây là auto các bạn nhé. Đây tôi ví dụ đây, hai cái đèn này đã cắm pin, các bạn nhé. Còn lên hai đèn đã cắm pin nhé, thì tôi bật. Còn tất nhiên mấy cái đèn này chưa cắm pin thì không thử chế độ auto được. Đây, tôi bật về chế độ auto nhé. Bật về chế độ auto của hai cái đèn này. Đèn 200W. Đấy, thì là một lúc là nó tùy từng thiết kế của đèn, nhưng mà đại khái là khi bật chiếu lên về chiếc auto thì cái đèn nó sẽ nó tắt. Hiện tại đang ban ngày có ánh sáng chiếu vào thì coi như là ban ngày đấy, thì là sẽ tắt. Buổi tối thì bây giờ mình có thể che tấm pin mà đấy, mình che tấm pin mà đấy, thì ví dụ đây là tôi dùng che tấm pin đấy, che tấm pin tuyệt đối
mình sẽ đấy mình sẽ che thêm pin vào rồi thì đèn nó sẽ chủ động tự động nó sáng. Đây ví dụ như thế này như thế, che thêm pin này đấy thì đèn nó sẽ tự động sáng coi như buổi tối đấy, ban ngày một đấy coi như ban ngày còn ánh sáng chiếu vào thì một lúc nó sẽ tắt thì độ nhạy sáng của điện thoại tắt. Đấy là về cơ bản một số cái mẫu đèn pha. Đèn pha này thì là thích hợp dùng trong nhà các bạn nhé, trong nhà hoặc ngoài trời, trong nhà hoặc ngoài trời đều được. Đấy nhưng mà và nó cũng rất cơ động, có thể là mình tháo mình mang đi, mình tháo mình sử dụng luôn nhé. Cũng dây cái đoạn cắm cái đèn nó ngắn này, tháo mình mang đi được. Đấy, cũng tháo mình làm đồng hoặc là đi làm trang trại, sách đi buổi tối này. Xoay ếch, xoay ếch bắt cá là ok, rất hợp lý. Đấy là đây trên đây là một số cái mẫu đèn pha điển hình của bên đèn năng lượng mặt trời Bách Anh. Đấy và các bạn có nhu cầu để liên hệ chúng tôi theo cái thông tin và địa chỉ tôi để ở mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.